Xin chào các em thân mến, đến buổi học ngày hôm nay thì cô giáo chúng ta sẽ vẫn đi tiếp tục chữa một đề thi và đến với mảnh đất này rất là quen thuộc đối với chúng ta, đó chính là mảnh đất của tỉnh Phú Thọ và xem rằng là đề thi tỉnh Phú Thọ năm 2020-2021 có điểm gì đặc biệt nhé. Trước hết, đề thi của tỉnh Phú Thọ thì không được chia thành các phần mà được chia thành các câu. Quan sát tới câu đầu tiên, chiếm số điểm là 2 điểm. Yêu cầu là đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi, đúng không? Và đối với câu 1 này giống với dạng câu của phần đọc hiểu. Và khi mà đọc xong phần câu hỏi rồi thì sẽ tiếp tục là trả lời đối với 3 câu hỏi. Câu A, câu B và câu C. Đối với câu A là câu hỏi về nhận biết, rất là dễ dàng chúng ta có thể là trả lời được. Chuyển sang câu B thì sao? Câu B hỏi về kiến thức của phần tiếng Việt, đúng không nào? Thế còn nội dung của câu C? Cũng vậy, hỏi nội dung kiến thức của phần tiếng Việt và yêu cầu là đối với câu B. Và câu C này có một chức nâng cao hơn so với câu A. Và câu B, câu C thuộc phần thông hiểu. Thế nào? Đến với câu số 2. Câu số 2 là viết một đoạn văn từ 10 cho tới 12 câu trình bày suy nghĩ của em về vai trò việc làm chủ bản thân. Và đây là câu hỏi về nghị luận văn học hay là nghị luận xã hội các em? À, chính xác, đây là câu hỏi nghị luận về xã hội, đúng không nào? Còn lại là đến câu số 3. Chiếm số điểm là 6 điểm. Trong truyện ngắn Sapa, nhà văn Nguyễn Thành Long viết cho một đoạn như này. Từ trong cái lặng im cho đến đất nước. Và từ đó hãy nêu cảm nhận vẻ đẹp của con người, làm việc và lo nghĩ cho đất nước qua nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn trên. Thế nào? Như vậy là đối với câu thứ nhất là phần đọc hiểu, câu thứ hai là câu về viết đoạn văn và câu số 3 là phần tập làm văn nghị luận về văn học. Được chưa nào? Vậy là 3 câu rất là dễ dàng và đề thi thế nào? À, chúng ta cảm thấy cũng rất là ngắn gọn thôi. Chưa? Và bây giờ sẽ quan sát lại từng câu một và chữa từng câu một nhé. Câu 1, 2 điểm. Cho một đoạn thơ rất là quen thuộc, nằm trong bài thơ. Bài thơ nào? Không có kính, không có kính rồi xe không có đèn, không có mui xe, thùng xe có xước, xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước, chỉ cần trong xe có một trái tim. Đoạn thơ trên trích trong văn bản nào và tác giả là ai? Nào, các em cho cô biết là đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Rất là quen thuộc rồi. À, đó chính là nằm trong văn bản bài thơ về tiểu đội xe không kính. Đúng không nào? Thế còn tác giả của bài thơ này, đó chính là nhà thơ Phạm Tiến Duật, một nhà thơ trẻ, trưởng thành trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tiếp nào. Đến với câu B, có phần thông hiểu ở đây một chút. Tìm các từ cùng trường từ vựng chỉ sự vật liên quan tới công việc của người lính lái xe. Như vậy là tìm trường từ vựng, nhưng nó lại liên quan tới công việc của những người lính lái xe trên tuyến đường Trường Sơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liệt kê cho cô trường từ vựng nhé. Chỉ sự vật. Liên quan tới công việc của người lính lái xe. Được chưa nào? Chúng ta có thể liệt kê ra. Quan sát lại đối với đoạn thơ. Công việc của người lính lái xe là liên quan tới chiếc xe không kính và các em có thể là liệt kê những thứ liên quan tới chiếc xe. Đầu tiên
phải là xe hãng, người lính phải lái xe. Trên xe có những gì? Kính này. Tiếp nào, đèn này. Gì nữa? Mui xe. Thùng xe đúng không nào? Hết chưa? Rồi, như vậy là chúng ta tìm được xe, kính, đèn, mui xe và cuối cùng là thùng xe. Ý thứ hai của câu hỏi B này. Trường từ vựng đó góp phần thể hiện hoàn cảnh sống và chiến đấu như thế nào? Như vậy là có thể tái hiện từ những trường từ vựng này thì có tái hiện được lên hoàn cảnh sống và chiến đấu của những người lính không? Có, đó chính là hoàn cảnh như thế nào? Hoàn cảnh rất là gian khổ đúng không nào? Hoàn cảnh gian khổ này. Hiểm nguy. Và đầy khó khăn. Hiểm nguy đi. Nhưng mà từ hoàn cảnh sống và chiến đấu như thế này thì các em còn thấy rằng là tinh thần của những người lính như thế nào? À, thấy được tinh thần dũng cảm của những người lính lái xe. Tinh thần dũng cảm này, lạc quan vượt lên trên gian khổ. Lạc quan vượt gian khổ. Đúng chưa? Rồi, phải từ cái trường từ vựng này, các em có thể là nêu được cho cô về hoàn cảnh. Và thứ hai, từ hoàn cảnh đó thì phải nêu được tinh thần của những người lính lái xe rất là quả cảm, rất là dũng cảm, rất là yêu đất nước, đúng không nào? Đến với ý C nhé. Từ đây các em có thể viết cho cô thành một đoạn văn 3 câu thôi. Hiểu chưa? Không được sử dụng những ký tự như cô đâu nhé. À, trên bảng thì cô có thể là viết tắt, nhưng mà trong bài thi của các em thì các em tuyệt đối không được viết tắt. Đến câu C thì sao? Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ hoán dụ trong đoạn thơ. Ở đây người ta đã cho chúng ta biết được biện pháp tu từ hoán dụ rồi, nhưng mà cách phân tích cụ thể và nêu tác dụng của biện pháp tu từ như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ có 3 bước để viết về trả lời cho câu hỏi nêu tác dụng của biện pháp tu từ, chưa? Bước 1 là cũng là câu mở đoạn luôn. Nhớ nhá, khi mà hỏi về biện pháp tu từ chúng ta sẽ trả lời cho cô thành một đoạn văn nhỏ gồm có 3 bước. Bước 1 cũng tương ứng với câu thứ nhất là có thể là chỉ ra tên của biện pháp tu từ. Chỉ ra tên, ở đây có tên rồi chúng ta chỉ cần viết lại thôi. Mở đoạn. Bước 2. Thân đoạn. Thân đoạn có thể là viết từ 3 cho tới 4 câu, đúng chưa? Tùy vào kiến thức của mỗi học sinh. Các em có thể nêu cho cô về những gì, phân tích chỉ ra hoán dụ ở chỗ nào. Đầu tiên là cần phải chỉ ra. Rồi sau đó là phân tích cụ thể, đúng chưa? Còn bước thứ 3 là nêu tác dụng. Đối với biện pháp tu từ hoán dụ thì có tác dụng thế nào? Làm cho hình ảnh trở nên sinh động hơn này, hấp dẫn hơn, sinh động này, hấp dẫn này. Giàu hình ảnh này. Thấy được cái tài của tác giả khi sử dụng hình ảnh đẹp như vậy, đúng không? Rồi, cụ thể hơn thì cô trò chúng ta sẽ chữa đối với câu C nhé. Rồi, như vậy là cụ thể đối với câu C thì câu 1, cô xin lỗi, là đối với câu mở đoạn thì các em có thể viết rằng là câu thơ nào sử dụng biện pháp tu từ hoán dụ, đúng chưa? Đó, như vậy là câu thơ nào sử dụng biện pháp tu từ hoán dụ?
À, đó chính là câu thơ cuối cùng. Câu thơ chỉ cần trong xe có một trái tim là sử dụng biện pháp tu từ hoán dụ. Và cụ thể là biện pháp tu từ hoán dụ ở đây nằm ở chỗ nào? Bắt đầu chuyển sang câu số 2 của phần. Câu số 2 trong phần thân đoạn nhé. Rồi, câu 1 này chỉ ra biện pháp tu từ trong câu nào? Được chưa? Chuyển sang câu số 2 là đối với phần thân. Thân đoạn nhá. Thì các em có thể viết là ở đây hình ảnh được nhân hóa đó chính là hình ảnh trái tim. Và thường thì nói tới trái tim, người ta nói tới tình yêu. Tiếp theo là đến với phần thân. Thì hình ảnh trái tim là hình ảnh hoán dụ. Đúng chưa? Và cụ thể ở đây là nói tới bộ phận để chỉ tổng thể. Đúng nào? Bộ phận này để chỉ tổng thể. Bộ phận để chỉ tổng thể. Được chưa nào? Và cụ thể ở đây, khi nói tới trái tim, người ta thường nói tới tình yêu. Nhưng tình yêu ở đây là tình yêu gì? Có phải là tình yêu đôi lứa, tình yêu nam nữ không? Hay là tình yêu gì? À, chính xác, đó chính là tình yêu dành cho quê hương, đất nước. Được chưa nào? Tình yêu của người chiến sĩ. Dành cho quê hương, đất nước. Đất nước. Đồng thời mong muốn điều gì nhỉ? Đồng thời mong muốn điều gì? Đất nước sẽ được độc lập. Đất nước được độc lập. Bên cạnh đó còn nhấn mạnh cái gì? Từ cái không có tới cái có. Cái không có ở đây có nghĩa là gì? Không có kính, không có đèn, không có mui xe. Đúng không? Rồi, ở đây là cái không có để nhấn mạnh cái có. Có ở đây là gì? À, có về tinh thần chiến đấu. Dù thiếu thốn về vật chất, đúng không? Nhưng mà các anh lại có tinh thần chiến đấu rất là cao nằm sau trái tim của mình. Được chưa nào? Như vậy là đối với câu 2, câu 3, rồi là kết hợp với câu 4, các em có thể triển khai nhé. Cuối cùng là câu số 5, nêu tác dụng của biện pháp tu từ hoán dụ. Đối với phần tác dụng này thì cô cũng đã dẫn ra rồi. Đó chính là gì về? Làm cho hình ảnh trở nên sinh động hơn này. Thứ hai là hấp dẫn này. Được chưa? Sinh động, hấp dẫn. Và bên cạnh đó là thấy được tài của tác giả, tài năng của tác giả. Được chưa? Rồi. Như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành xong câu hỏi thứ nhất, chuyển sang câu hỏi số 2. Đến với câu số 2. Viết một đoạn văn từ 10 cho tới 12 câu, trình bày suy nghĩ của em về vai trò của việc làm chủ bản thân. Ở đây, đối với yêu cầu về mặt hình thức, thì mặt hình thức ở đây là một đoạn văn, đúng không nào? Và giới hạn của đoạn văn là từ 10 cho tới 12 câu. Về mặt nội dung thì thế nào nhỉ các em? Trình bày suy nghĩ về vai trò của việc làm chủ bản thân. Vai trò làm chủ bản thân. Được chưa nào? Và cụ thể hơn thì cô trò chúng ta sẽ đến với dàn ý. Là đối với đoạn văn này các em cần phải triển khai những ý nào. Trước tiên là đối với phần mở đoạn. Mở đoạn thì rất là dễ thôi. Các em có thể là dẫn dắt từ gián tiếp này, hay là dẫn dắt từ trực tiếp đều được hết.
Nhưng mà có một lưu ý ở đây là đối với phần mở đoạn cũng nên triển khai cho cô từ 2 cho tới 3 câu thôi. Ở đây là không có cách kết cấu gì, không yêu cầu chúng ta viết theo cách kết cấu nào, đúng không ạ? Kết cấu tổng phân hợp, kết cấu diễn dịch rồi là quy nạp, nhưng ở đây không yêu cầu, thế nên là các em có thể triển khai theo cô là tổng phân hợp nhá. Và câu chủ đề các em phải xác định được ngay ở trong phần mở đoạn, phải nói được về vai trò việc làm chủ bản thân. Thế nào? Thân đoạn triển khai những gì? Thứ nhất là giải thích. Giải thích cho cô từ khóa làm chủ bản thân là gì? Làm chủ bản thân là gì? À, chính xác, làm chủ bản thân có nghĩa là mình phải làm chủ được hành động, làm chủ được lời nói, làm chủ được suy nghĩ của bản thân, đúng không nào? Có nghĩa là mình phải tự chủ được bản thân mình. Được chưa nào? Bước thứ hai là phân tích kết hợp với chứng minh. Chứng minh ở đây là lấy dẫn chứng để làm sáng tỏ vấn đề hơn. Phân tích những gì? Việc làm chủ bản thân thì làm chủ bản thân trong trường hợp như thế nào? Trong mọi trường hợp, chứ không phải là trong trường hợp riêng trường hợp nào thì mới thể hiện được việc làm chủ bản thân, mà trong mọi trường hợp, đúng không nào? Trong mọi trường hợp. Trong mọi trường hợp gì? Trong công việc này, trong học tập này, trong giao tiếp, thì chúng ta có cách làm chủ bản thân như thế nào? Được chưa? Rồi vân 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 vân. Và vai trò của việc làm chủ bản thân đó là gì? Biết tính mạnh, biết điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Điểm mạnh thì cần phát huy, điểm yếu thì cần khắc phục, được không nào? Và việc làm chủ bản thân thì cũng khẳng định được mình, khẳng định bản thân mình, đúng chưa? Tiếp theo là đối với việc làm chủ bản thân thì giúp chúng ta tự tin hơn để có thể là giải quyết mọi vấn đề, đúng không nào? Giúp chúng ta tự tin giải quyết mọi vấn đề. Được chưa nào? Như vậy là các em có thể là dẫn ra thêm một số vai trò của việc làm chủ bản thân nữa. Có nghĩa là gì ở đây? Còn gì nữa này? Giúp chúng ta chủ động, đúng không nào? Trong mọi tình huống, trong mọi trường hợp. Đó, vân 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 vân. Và được mọi người tin tưởng hơn và mọi người mong muốn là hợp tác với mình nhiều hơn khi mà mình chủ động được mọi vấn đề. Thế nào? Phân tích kết hợp với chứng minh rồi nhá. Bước thứ 3, cô sẽ viết lên đây. Đó chính là bàn luận. Trước tiên là các em cần phải khẳng định cho cô việc làm chủ bản thân là một việc rất là cần thiết đối với mỗi con người. Đúng nào? Từ đó nó mang lại cái màu sắc riêng cho mình, không thể trộn lẫn giữa người này với người kia, đúng không nào? Rồi, tiếp theo là đối với mở rộng vấn đề thì các em có thể là phê phán cho cô một số người ỷ lại. Phê phán một số người ỷ lại và không có tính tự chủ, đúng không nào? Tiếp cuối cùng là bài học rút ra. Vân 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 nhá. Đối với vấn đề này thì các em có thể là dễ dàng đưa ra bài học cho bản thân mình rồi. Tùy theo cách viết của từng bạn, thế nên là bài học cũng sẽ khác nhau, chứ không phải là bài học nào cũng giống với bài học nào được. Nhưng mà nó cũng dựa trên một số ý như sau. Thứ nhất là đối với bài học thì mình cần phải là rèn luyện. Bản thân mình
tự chủ hơn. Và thứ hai là phải trau dồi cho mình kiến thức. Thứ hai là kỹ năng. Và thứ ba là thái độ. Được chưa nào? Đó, các em có thể là tiếp tục đưa ra những bài học cho riêng mình nhé. Phần kết đoạn, viết ngắn gọn bằng một câu thôi, nêu cảm nghĩ được chưa? Như vậy là cô trò chúng ta đã triển khai xong câu số 2 rồi. Yêu cầu các em sẽ viết cho cô thành một đoạn văn hoàn chỉnh nhé. Còn bây giờ sẽ đến với câu số 3. Cùng quan sát tới câu số 3, chiếm số điểm là 6 điểm. Do vậy các em cần phải phân bố thật là rõ ràng cho cô về mặt thời gian. Bởi tại sao khi mà chúng ta làm với câu 3 chiếm số điểm lớn như vậy thì sẽ dành nhiều thời gian để viết cho câu số 3 hơn, đúng không nào? Và đây, trong truyện ngắn Lặng lẽ Sapa, nhà văn Nguyễn Thành Long viết: trong cái lặng im của Sapa, dưới những dinh thự cũ của Sapa mà chỉ nghe tên, người ta đang nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, có những con người làm việc và lo nghĩ cho đất nước. Và yêu cầu là em hãy cảm nhận về vẻ đẹp của con người làm việc và lo nghĩ cho đất nước qua nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn trên, đúng không? Cụ thể ở đây chỉ có anh thanh niên không hay là còn có những con người nào khác nữa, đúng không? Ở đây không chỉ là nói về nhân vật anh thanh niên mà mở rộng ra còn nói về những con người làm việc ở trên Sapa, được chưa nào? Rồi, như vậy trước hết là đối với phần dàn ý nhá. Đối với phần mở đoạn, đây là cách mở đoạn trực tiếp nhất, là các em có thể giới thiệu được cho cô về tên của tác phẩm. Thứ hai là tên của tác giả và nội dung ở đây đó chính là gì? À, những con người làm việc thầm lặng để lo nghĩ cho đất nước. Cống hiến thầm lặng. Rồi. Như vậy là xong phần mở đoạn. Đến với phần thân đoạn thì sao? Nào, đến với phần thân đoạn. Đầu tiên là các em cần phải khái quát cho cô về gì? À, về chuyện ngắn Lặng lẽ Sapa của tác giả Nguyễn Thành Long thì khái quát về những gì? Khái quát cho cô về tình huống chuyện này. Khái quát cho cô về nhân vật. Đây chứ nào? Nhân vật ở đây có những nhân vật nào? Anh thanh niên. Gì nữa nào các em? À, ở đây là có bác kỹ sư vườn rau. Rồi ai nữa? Anh lập bản đồ xét, đúng không nào? Vân vân. Rồi các nhân vật gì? Ông họa sĩ, bác lái xe, cô kỹ sư, đúng không? Rồi nhá. Hai nhỏ, phân tích. Kết hợp với chứng minh. Nào, đối với phần hai nhỏ này, phân tích kết hợp với chứng minh thì chúng ta sẽ triển khai như thế nào? Đầu tiên là phải nói về nhân vật anh thanh niên, đúng không nào? Nhân vật anh thanh niên. Trước hết các em cần phải giới thiệu cho cô về nhân vật. Và thứ hai là phải triển khai được cho cô những phẩm chất tốt đẹp của nhân vật anh thanh niên. Đúng chưa nào? Phẩm chất tốt đẹp của nhân vật anh thanh niên. Ở đây anh thanh niên toát lên được những phẩm chất tốt đẹp nào? Yêu công việc, có trách nhiệm với công việc, sống rất là khoa học, là một người rất là yêu đời và lạc quan, đúng không? Thứ hai
như là yêu thương con người. Yêu thương con người. Còn gì nữa? Là một người có đức tính, khiêm tốn. Rồi, lấy dẫn chứng để có thể là làm rõ được những phẩm chất, tính cách của nhân vật anh thanh niên, được chưa? Rất là quý mến người đúng không nào? Cuộc trò chuyện diễn ra ngắn gọn trong 30 phút, lúc nào anh cũng nhắc tới thời gian để có thể là gần gũi với mọi người hơn, mong muốn được trò chuyện, giao lưu với mọi người hơn. Bên cạnh đó anh cũng rất là tinh tế, đúng không nào? Khi tặng một bó hoa cho cô gái. Và đặc biệt thể hiện đức tính, khiêm tốn ở đây. Khi mà ông họa sĩ có ý muốn vẽ nhân vật anh thanh niên, nhưng anh thanh niên đã nói rằng là công việc của cháu thế nào nhỉ? À chính xác, còn có những con người như bác kỹ sư vườn rau, rồi ai nữa? Anh lập bản đồ xét, vân 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 vân, được chưa nào? Và bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng trong cái im lặng của Sapa, có những dinh thự cũ kỹ của Sapa. Trước hết nhắc tới Sapa là chúng ta nghĩ ngay tới điểm du lịch rất là nổi tiếng, đúng không nào? Nhưng mà ở đây, tại sao nhỉ? Vẫn có con người cống hiến và làm việc thầm lặng cho đất nước, đúng không? Công việc của anh thanh niên giúp ích gì? À, đó chính là một công việc giúp ích cho nông nghiệp này, giúp ích cho chiến tranh nữa, đúng không nào? Rồi, như vậy là các em sẽ suy ra cho cô một ý nghĩa từ phẩm chất tốt đẹp của nhân vật anh thanh niên này, thì cũng làm cho mọi người hiểu rõ được hơn về con người và nhiệm vụ công việc của nhân vật anh thanh niên. Và từ đó là anh thanh niên còn có ảnh hưởng tới ai nữa? À, đó chính là cô kỹ sư, đúng không? Và cô kỹ sư đã tìm thấy được niềm vui ở trong công việc và mong muốn là mình sẽ cống hiến nhiều hơn ở trên mảnh đất Sapa này. Còn đối với ông họa sĩ thì sao? À, cũng chiêm nghiệm được ra những điều ở trong cuộc đời, đặc biệt là đối với một người trẻ tuổi như vậy mà đã biết lo nghĩ cho đất nước và cống hiến một cách thầm lặng, đúng không? Bên cạnh đó thì các em còn có thể lấy thêm cho cô một số ví dụ, một số dẫn chứng liên hệ tới cuộc sống ngày nay một chút thôi. Đó chính là về sự cống hiến thầm lặng của các bác sĩ, đặc biệt là trong đợt dịch Corona, đúng không nào? Đó, Covid-19, đúng không? Rồi. Tiếp tục là chúng ta sẽ đến ba nhỏ, đánh giá cho cô về mặt nội dung và đánh giá cho cô về mặt hình thức, được chưa? Và cuối cùng là bốn nhỏ, phần liên hệ. Lưu ý thêm một điều cho cô là đối với phần liên hệ thì các em có thể là lấy ra một số dẫn chứng về các bác sĩ này đương đầu với đợt dịch Covid-19, đúng không nào? Liên hệ ở đây nhé. Nó khiến cho bài viết của mình sâu hơn, sâu sắc hơn một chút. Và từ đó là bản thân mình cũng phải học tập được là sự cống hiến cho đất nước. Đặc biệt là cũng không cần phải là quá phô trương về sự cống hiến của mình. Sự cống hiến rất là thầm lặng thôi, nhưng mà có ích, đúng không nào? Góp cho cuộc sống đất nước nên tốt đẹp hơn, đúng chưa? Rồi, như vậy cuối cùng là đối với phần kết đoạn. Kết đoạn rất là ngắn gọn thôi nhé, các em có thể tự kết đoạn được. Tựa chung lại, đối với đề thi của tỉnh Phú Thọ năm 2020-2021, đề thi tuyển sinh 9 vào 10, thì chúng ta thấy rằng nội dung kiến thức cũng rất là bám sát chương trình ngữ văn 9, đúng không nào? Không gây khó khăn gì cho chúng ta cả. Khi mà chúng ta đã nắm chắc được những kiến thức của bài học rồi, thì có thể là triển khai một cách dễ dàng thôi. Và tiếp tục trong giờ sau thì cô trò chúng ta sẽ đến với một số đề thi của tỉnh thành khác. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các em trong những giờ tiếp theo.